chào đón quý vị và các bạn đã truy cập vào website www.lecchuot.vn. Chuyên mục sách nói cho mọi người. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách Dạy con làm giàu tập 11 với tựa đề Trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác. Phần 10 chương 10, giá trị thứ 8, sống để theo đuổi ước mơ của bạn. Người cha giàu bảo, nhiều người không ước mơ gì cả. Tôi hỏi tại sao vậy ạ? Ông đáp, bởi vì mơ mộng cũng tốn tiền. Nhen nhóm lại ước mơ, vợ tôi Kim và tôi tham dự một buổi họp mặt. Trong buổi họp mặt đó có một nhà sản xuất hàng đầu của một công ty kinh doanh qua mạng đã khoác lác về khu điền trang rộng 17.000 bộ, trong đó có một gara chứa 8 chiếc xe hơi và ông cũng có 8 chiếc xe hơi, một chiếc xe limousine và các đồ chơi khác. Câu chuyện về ngôi biệt thự và các đồ chơi thì rất ấn tượng, nhưng điều thật sự làm tôi chú ý là thành phố đã lấy tên ông để đặt cho tên đường đi ngang qua nhà ông. Khi tôi hỏi ông làm cách nào mà khiến cho thành phố lấy tên ông đặt cho tên đường, thì ông đáp, dễ thôi, tôi ủng hộ tiền để xây một ngôi trường mới và một thư viện. Khi tôi làm thế thì thành phố cho phép tôi lấy tên của gia đình mình đặt cho tên đường. Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng ước mơ của ông còn lớn hơn gấp nhiều lần so với ước mơ của tôi. Trước đây tôi chưa hề ước rằng tên mình sẽ được lấy làm tên đường hay ủng hộ đủ tiền để xây một ngôi trường hay một thư viện. Lúc rời khỏi cơ ngơi của ông vào buổi tối hôm đó, tôi nhận ra rằng đã đến lúc tôi cần phải ước mơ to lớn hơn nữa. Một trong những giá trị quan trọng hơn mà tôi được học từ các công ty kinh doanh với hình mạng lưới thành đạt là họ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc sống và theo đuổi ước mơ của mình. Nhà sản xuất hàng đầu mà chúng tôi có dịp đến chơi khoe của cả vật chất không có nghĩa là ông khoe khoang. Ông và vợ ông muốn kể cho mọi người đến tham dự lúc ấy về lối sống của hai vợ chồng đạt được để khuyến khích mọi người hãy theo đuổi ước mơ của mình. Hai vợ chồng không có ý nói đến căn nhà rộng, các thứ đồ chơi hay giá trị vật chất của chúng, mà họ có ý truyền cảm hứng cho mọi người khác để những người này tiếp tục theo đuổi những ước mơ của chính mình. Giết chết ước mơ. Trong tập 1 của bộ sách này, tôi viết người cha nghèo thường nói câu cha không thể có được nó. Tôi cũng biết rằng người cha giàu cấm một con trai của ông và tôi nói những từ đó. Thay vào đó, ông buộc chúng tôi phải nói câu làm cách nào để tôi có được nó. Tuy những câu này đều đơn giản như nhau, nhưng với người cha giàu sự khác biệt giữa chúng là rất quan trọng. Ông bảo tự hỏi mình làm cách nào tôi có thể có được thứ tôi muốn, cho phép chúng ta có được những ước mơ lớn hơn. Người cha giàu còn nói thận trọng với những người muốn giết chết ước mơ của con. Không có gì tồi tệ hơn một người bạn hay một người mình yêu quý đang cố giết chết ước mơ của con. Có người có thể vô tình hay cố ý nói ra những câu như 1. Bạn không thể làm được chuyện đó đâu. 2. Làm thế quá mạo hiểm. Bạn có biết có bao nhiêu người thất bại rồi chứ. 3. Đừng có ngốc thế. Mày lấy ý tưởng đó từ đâu ra vậy. 4. Nếu đây là một ý tưởng hay thì tại sao chưa có người nào làm thử. 5. Ồ, tôi đã thử cách đó nhiều năm trước đây rồi. Để tôi bảo cho cậu nghe tại sao nó không thành công. Tôi nhận thấy những người đã giết chết ước mơ của người khác là những người đã từ bỏ giấc mơ của chính họ. Tại sao ước mơ lại quan trọng? Người cha giàu giải thích tầm quan trọng của ước mơ như thế này. Giàu có và tạo được một căn nhà lớn không phải là điều quan trọng. Điều thật sự quan trọng là phải tiến lên, học hỏi và làm hết mình để phát huy tối đa năng lực của bản thân để có thể tạo được một căn nhà lớn. Điều quan trọng là con có thể trở thành một người như thế nào trong quá trình kiếm đủ tiền để mua căn nhà đó. Những người ấp ủ những giấc mơ nhỏ bé thì tiếp tục sống một cuộc đời như những con người nhỏ bé. Như lời người cha giàu nói, ngôi nhà không phải là thứ quan trọng. Vợ tôi Kim và tôi sở hữu hai căn nhà cực rộng. Và tôi đồng ý rằng kích thước của ngôi nhà hay việc trở nên giàu có không phải là điều quan trọng. Khi chúng ta bị phá sản, chúng ta lập một mục tiêu là khi chúng ta kiếm được hơn 1 triệu đô la thì chúng ta sẽ mua một căn nhà lớn. Khi việc kinh doanh của chúng tôi làm lợi cho chúng ta hơn 1 triệu đô la, chúng tôi mua căn nhà lớn đầu tiên rồi bán đi không lâu sau đó. Chúng tôi bán đi vì chúng tôi tiếp tục thực hiện ước mơ mới. Nói cách khác, căn nhà và số tiền 1 triệu đô la kiếm được không phải là ước mơ của chúng tôi. Căn nhà và số tiền chỉ là biểu tượng của việc trở thành người có khả năng đạt được ước mơ của mình. Ngày nay, chúng tôi đang sở hữu một ngôi nhà lớn. Và một lần nữa, căn nhà chỉ là một biểu tượng của ước mơ mà chúng ta đã đạt được. Bản thân ngôi nhà không phải là ước mơ, mà người chúng ta muốn trở thành trong quá trình phát huy bản thân mới chính là ước mơ. Người cha giàu có thể nói thế này, vĩ nhân có ước mơ to lớn, còn những con người bé nhỏ thì có ước mơ nhỏ bé. Nếu con muốn thay đổi con người của mình thì hãy bắt đầu thay đổi tầm cỡ của ước mơ. Khi tôi bị phá sản và không còn một xu dính túi, người cha giàu đã dạy tôi rằng đừng bao giờ để trở ngại tài chính tạm thời này thu nhỏ ước mơ của con. Chính tầm cỡ ước mơ của con sẽ giúp con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Ông còn nói phá sản chỉ là tạm thời, còn nghèo khó là mãi mãi. Dù con có phá sản đi chăng nữa, con cũng sẽ chẳng mất đồng xu nào nếu con có được ước mơ giàu có. Nhiều người nghèo cứ nghèo mãi vì họ đã từ bỏ mọi ước mơ. Các kiểu ước mơ khác nhau. Khi con học trung học, người cha giàu giải thích rằng có 5 kiểu người ước mơ. 1. Người mơ về quá khứ. Người cha già bảo có rất nhiều người đạt được thành tựu to lớn trong cuộc đời, nhưng đó là những thành công trong quá khứ. Người dẫn chương trình Al Bundy của chương trình TV Hôn Nhân và Con Cái là một điển hình cổ điển về một người mơ về quá khứ. Đối với những người không mấy quen thuộc với chương trình này, thì Al Bundy là một người đàn ông trưởng thành nhưng vẫn còn hồi tưởng về những ngày còn học ở trung học. Lúc đó anh là một ngôi sao bóng bầu dục từng ghi 4 điểm trong một trận đấu. Đó là một ví dụ về người cứ mãi mơ về quá khứ. Người cha giàu thường bảo,
Người mơ về quá khứ là người sống mà như đã chết. Người đó cần phải có ước mơ cho tương lai nếu muốn sống trở lại. Không chỉ các cụ siêu sao bóng bầu dục mà còn những người luôn cố đạt điểm cao. Những người đã từng tốt nghiệp từ những trường đại học danh tiếng hay những người đã từng trong quân ngũ đều sống trong quá khứ. Nói cách khác, những ngày vàng son của họ đều đã qua. 2. Những người chỉ mơ những ước mơ nhỏ bé. Người cha giàu bảo loại người này chỉ toàn mơ những ước mơ nhỏ bé vì họ muốn được cảm giác tự tin rằng mình có thể đạt được những ước mơ này. Vấn đề ở chỗ, dù họ biết rằng mình có thể đạt được những ước mơ này, nhưng thực sự là họ không bao giờ đạt được. Loại người này trước đây tôi không mấy chú ý, cho đến một ngày nọ khi tôi hỏi một người đàn ông, nếu ông có tất cả số tiền của mọi người trên thế giới này cộng lại, thì ông sẽ đi du lịch ở đâu? Ông trả lời, tôi sẽ bay đến California để thăm chị tôi. 14 năm nay tôi chưa gặp chị ấy và tôi rất muốn được gặp chị ấy, nhất là trước khi các con chị lớn hơn nữa. Đó là chuyến đi mơ ước của tôi. Nghe xong tôi bảo, nhưng ông chỉ cần $500 là có thể đi được rồi, tại sao ông không thực hiện ước mơ của mình ngay bây giờ? Ồ, tôi sẽ đi chứ, nhưng không phải là bây giờ, hiện giờ tôi đang rất bận. Sau lần gặp gỡ với người đàn ông này, tôi nhận thấy rằng kiểu người ước mơ này phổ biến hơn tôi nghĩ. Những người sống và mơ những ước mơ này có thể đạt được, nhưng dường như họ không bao giờ cố gắng để biến chúng thành hiện thực. Sau này, bạn sẽ nghe họ nói rằng, bạn biết không, lẽ ra tôi đã làm được điều đó trong vài năm trước, nhưng tôi chẳng bao giờ có thời gian rảnh để làm. Người cha giàu bảo, loại người này là loại người nguy hiểm nhất. Họ sống như những chú rùa, rụt đầu vào cái mai dày yên tĩnh của chính mình. Nếu con gỡ lên chiếc mai này và dòm vào một cái lỗ nào đó trên mai thì chúng thường thò đầu ra và cắn con. Bài học là hãy cứ để những chú rùa này tiếp tục mơ mộng những ước mơ của chúng. Hầu hết những ước mơ này sẽ chẳng đi đến đâu, và điều này hoàn toàn tốt đối với chúng. 3. Những người có ước mơ và đạt được ước mơ của mình nhưng không tiếp tục mơ ước nữa. Có một lần tôi có một người bạn nói với tôi rằng, 20 năm trước tôi mơ ước được trở thành một bác sĩ. Giờ đây tôi đã trở thành một bác sĩ, nhưng tôi vẫn cảm thấy cuộc đời thật tẻ nhạt. Làm bác sĩ thì vẫn thú vị, nhưng tôi có một cái cảm giác thiếu một điều gì đó. Đây là ví dụ về một người thành công trong việc thực hiện ước mơ của mình và vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ đó. Cảm giác tẻ nhạt thường là dấu hiệu cho biết đã đến lúc phải thay đổi ước mơ. Người cha giàu thường bảo, nhiều người làm những nghề mà họ đã từng mơ ước khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Vấn đề là họ đã ra khỏi trường nhiều năm rồi. Đã đến lúc họ phải có một ước mơ mới và tìm cho mình một cuộc phiêu lưu mới. 4. Những người mơ những ước mơ vĩ đại nhưng không có kế hoạch thực hiện ước mơ đó, thế là họ không đạt được gì cả. Tôi nghĩ chúng ta đều quen biết với một người nào đó thuộc loại người này. Những người này thường nói, tôi vừa mới có một đột phá vượt bậc để tôi nói cho anh nghe về kế hoạch mới của tôi. Hay lần này mọi chuyện sẽ khác hẳn, hay tôi sắp có một sự thay đổi mới, hay tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn, thanh toán hết các hóa đơn còn nợ và bắt đầu dành dụm. Hay tôi vừa mới nghe có một tin đồn rằng có một công ty sắp mở một văn phòng ở thị trấn và họ đang tìm kiếm những ứng viên có bằng cấp như tôi. Đây là một cơ hội để làm thay đổi cuộc đời của tôi. Người cha giàu bảo, rất ít người tự đạt được ước mơ của họ. Kiểu người này thường cố gắng đạt được nhiều thứ, nhưng họ cố tự mình đạt được những ước mơ này. Loại người này nên duy trì những ước mơ tầm cỡ như thế, với điều kiện là lên kế hoạch và huy động nhân lực để giúp họ biến ước mơ thành hiện thực. 5. Người có những ước mơ vĩ đại và đạt được những ước mơ đó rồi tiếp tục mơ những ước mơ to lớn khác. Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta đều mong muốn được trở thành loại người này. Tôi biết tôi cũng mong muốn như thế. Một trong những điều mới mẻ nhất xảy đến với tôi khi tôi đang nghiên cứu một số công ty kinh doanh trên mạng lưới là tôi thấy mình mơ những ước mơ còn to lớn hơn nhiều. Công ty khuyến khích mọi người mơ ước những ước mơ to tát và thực hiện những ước mơ này. Nhiều công ty truyền thống lại không muốn nhân viên mơ ước những ước mơ của riêng mình. Rất nhiều lần, tôi gặp những người làm việc cho các doanh nghiệp cố tình giết chết ước mơ của nhân viên. Tôi ủng hộ lĩnh vực kinh doanh trên mạng lưới vì đó là lĩnh vực được hình thành bởi những người thật sự mong muốn mọi người có được những ước mơ vĩ đại và hỗ trợ họ vạch ra kế hoạch kinh doanh, tổ chức đào tạo, đề ra kỷ luật và biến ước mơ của họ thành hiện thực. Tóm tắt, nếu bạn là người có những ước mơ vĩ đại và mong muốn hỗ trợ người khác có thể biến ước mơ của họ thành hiện thực, thì một doanh nghiệp kinh doanh trên mạng lưới chính là kiểu doanh nghiệp mà bạn đang tìm kiếm. Lúc đầu bạn có thể làm việc bán thời gian cho đến khi công việc phát triển lên. Bạn có thể giúp những người khác bắt đầu công việc bán thời gian của họ. Đây là một giá trị đáng có. Một công việc và những người giúp đỡ người khác biến ước mơ của họ thành sự thật. Những ước mơ vĩ đại của bạn là gì? Lúc này điều quan trọng là bạn hãy dành ít thời gian để suy nghĩ, mơ tưởng rồi viết ra những ước mơ của mình. Sau khi viết ra những ước mơ của mình, có thể bạn sẽ cần trao đổi những ước mơ này với người có thể giúp đỡ bạn đạt được mọi thứ bạn muốn. Người đó có thể là người đã tặng bạn quyển sách này. Một giá trị nhỏ nữa, phần này tổng kết các chương về cảm nhận cá nhân tôi, đó là 8 giá trị tiềm ẩn trong kinh doanh trên mạng lưới. Ngoài ra còn 3 giá trị tiềm ẩn nữa trong phần phụ lục. Chúng là những giá trị mà cả hai người phụ nữ quan trọng nhất đời tôi cho là quan trọng trong việc tạo lập một doanh nghiệp. Người thứ nhất là vợ tôi Kim, cô ấy viết về giá trị của hôn nhân và kinh doanh. Người thứ hai là một người bạn đồng nghiệp của tôi và cũng là đồng tác giả của bộ sách này, cô ấy là Sharon Lecter. Sharon viết về tác động của việc xây dựng công ty gia đình,
Và làm cách nào chúng ta có thể hưởng được những ưu đãi về thuế như những người giàu được hưởng? Người con trai của Sharon là Philip, đang làm việc cho công ty có trang web tên là richdad.com và cậu làm lợi rất nhiều cho công ty. Không những chỉ cậu mà Sharon, vốn là một nữ doanh nhân tài năng, có lợi thế là dành nhiều thời gian đào tạo và dẫn dắt cậu con trai của mình gia nhập thế giới kinh doanh. Hết phần 10. World Wide Web lít chuột.vn thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Huỳnh Thu Phương.